Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 3, trang 123 và 124 thực hành xem đồng hồ. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm nhé, để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm nhớ bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nhé. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay, thực hành xem đồng hồ. Như vậy là kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút. Như vậy kim ngắn là chỉ số 6, có nghĩa là 6 giờ đúng không? Kim dài chỉ số 2. Như vậy mình lấy số 2, phút thì mình phải nhân cho 5 nha. 2 nhân 5 là 10. Như vậy có nghĩa là 6 giờ 10 phút đúng không? Ở đây kim ngắn chỉ giờ, 6 giờ. Kim dài chỉ phút. Đây tới số 2 là 10. Như vậy kim bao bao vạch nó chính là 3 phút nữa, có nghĩa là 13 đúng không? Tới số 2 là 10 phút. Kim bao vạch nữa, kim 3 phút nữa là 10 cộng 3 là 13 phút. Tiếp theo bên đây, kim ngắn chỉ số 7, kim dài chỉ số 11, 11 nhân cho 5 là 55, thêm một vạch nữa có nghĩa là hành cộng 1 là 56, vậy có nghĩa là 6 giờ 56, hoặc là mình cũng có thể nói là 7 giờ kém 4 phút, đúng không? Có nghĩa là 4 phút nữa thì đồng hồ chỉ đúng 7 giờ. 7 giờ có nghĩa là kim ngắn chỉ số 7 và kim dài chỉ số 12. Đây có nghĩa là đúng 7 giờ. Còn này là thêm 4 phút. Lùi là 4 phút không? Như vậy có nghĩa là 7 giờ kém 4 phút nha. Giờ như giờ mình xong cái phần lý thuyết, mình sẽ qua phần thực hành nữa nha. Bài tập nha. Đồng hồ chỉ mấy giờ? Giờ trước hết mình xem cái đồng hồ A nha. Đồng hồ A này mình thấy kim ngắn là chỉ số 2. Và kim dài chỉ số 2. 2 nhân 5 là 10. Như vậy mình thấy nó lùi là một tập đúng không? Như vậy bớt 1 phút đi. 10 trừ 1 là 9. Như vậy có nghĩa là 2 giờ 9 phút đúng không? Giờ câu số 1 này các em có thể tạm dừng video làm thử trước câu số 1. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nhé. Giờ thầy sẽ làm câu số 1. Giờ chưa hết là đồng hồ A đúng không? Đồng hồ A. A chỉ. Bây giờ mình thấy đồng hồ A là chỉ 2 giờ 9 phút đúng không? 2 giờ 9 phút. Giờ tiếp theo là đồng hồ B. Tiếp theo là đồng hồ B là chỉ mấy giờ? Kim ngắn chỉ số 5, kim dài chỉ số 3 và thêm một vạch đúng không? Như vậy 3 x 5 là 15, thêm một vạch là 16. Như vậy ở đây đồng hồ B sẽ chỉ là 5 giờ 16 phút nhé. Đúng nè, kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút. Và mình nhớ là phút thì sẽ nhân cho 5. 3 x 5 15, cộng một vạch nó thành 16. Như vậy đồng hồ B chỉ 5 giờ 16 phút. Năm giờ 16 phút. Giờ tiếp theo là đồng hồ C. Như đồng hồ C kim ngắn chỉ số 11 đúng không? Kim dài chỉ số 4. Và khi một vạch số 4 là 4 x 5 là 20. Khi một vạch nữa là 21. Như giờ đồng hồ C là chỉ 11 giờ 21 phút nhé. Đồng hồ C chỉ 11 giờ 21 phút. Giờ tiếp theo là đồng hồ D nha. Như vậy đồng hồ D kim ngắn là chỉ số 9 đúng không? Kim dài là chỉ số 6, 6 5 30. Thêm 4 vạch nữa có nghĩa là 34. Như vậy có nghĩa là
Đồng hồ đây là chỉ 9 giờ 34 phút. Tiếp theo là đồng hồ E. Kim ngắn chỉ số 10, kim dài chỉ số 8, lùi là một bậc đúng không nè. Như vậy có nghĩa là 40 bớt đi một bậc, còn lại là 39. Như vậy là có nghĩa là 10 giờ 39 phút nha. Như vậy đồng hồ E chỉ 10 giờ 39 phút, đúng không nè. Rồi tiếp theo là đồng hồ gợn. Đồng hồ G là kim ngắn chỉ số 4, kim dài chỉ số 11 và kim hai vạch đúng nè. 11 nhân 5 là 55, cộng 2 nữa là 57. Như vậy có nghĩa là 3 giờ 57 phút, đúng không nè. Đồng hồ G chỉ 3 giờ, gần tới 4 giờ đúng không? 3 giờ 57 phút. Hoặc là mình cũng hãy nói là 4 giờ kém 3 phút nha. Vì mình thấy là cái thêm 3 phút nữa thì đồng hồ chỉ đúng 4 giờ. Hoặc 4 giờ kém 3 phút. Đúng không nè. Như vậy là mình xong câu số 1 nè. Giờ câu số 1 này có em nào có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy hoặc bạn cùng xem nhé. Mình sẽ qua tiếp câu số 2 luôn nha. Giờ tiếp theo là câu số 2 nha. Đặt thêm kim phút để đồng hồ chỉ. Câu A là 8 giờ 7 phút. Như giờ kim ngắn chỉ 8 giờ, kim dài sẽ chỉ 7 phút đúng không? Như vậy mình sẽ vẽ thêm cái kim phút. Như vậy là số 5. Số 1 là 5 phút đúng không nào? Thêm 2 vạch nữa, 6, 7. Như vậy có nghĩa là đúng 8 giờ 7 phút đúng nè. Như vậy có nghĩa là 3, số 7 lùi là móng nắp sẽ là 34 phút nha. Giờ tiếp theo là 4 giờ kém 13 phút. Như vậy có nghĩa là 13 phút nữa là 4 giờ đúng không nè. Như vậy từ số 12 mình lùi là 5, 10. Như vậy là 13 chỗ này nha. Giờ như vậy đây là 4 giờ kém 13 phút đúng không nè. Giờ câu số 2 này có em là có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 3 luôn nha. Giờ mình sẽ qua tiếp câu số 3. Đồng hồ nào dưới đồng hồ nào ứng với mỗi thời gian đã cho dưới đây. Giờ như mình kiểm tra cái đồng hồ dưới là cái thời gian, sau đó mình nói là đúng không? Trước hết mình sẽ kiểm tra đồng hồ E. Như giờ kim da ngắn là chỉ gần 8 giờ đúng không? Kim dài chỉ số 11. Như vậy có nghĩa là 7 giờ 55 phút. 11 nhân 5 là 55. 7 giờ 55 phút hoặc là 8 giờ kém 5 phút. Giờ kiểm tra. Mình kiểm tra các khung xem có cái nào là 7 giờ 55 hoặc là 8 giờ kém 5 hay không. Mình kiếm. Giờ như vậy mình thấy cái ô này là 7 giờ 55 phút. Như vậy là đúng với cái đồng hồ này, mình sẽ nối lại. Giờ mình sẽ dùng một cái viết gì mình nói cái đồng hồ ứng với cái thời gian. Tiếp theo là đồng hồ B.
Đồng hồ B kim ngắn chỉ số 3, vượt 3 số 3 chút đúng không? Có nghĩa là 3 giờ mấy đấy. Kim dài là chỉ số vượt qua số 5, 5 nhân 5 là 25. Như vậy là kim hai quạch nữa là 27. Như vậy có nghĩa là 3 giờ 27 phút đúng không nè? 3 giờ 27 phút. Như vậy là trên đây đúng nè. Như vậy mình sẽ đó nối đồng hồ B với là 3 giờ 27 phút nhé. Đúng không? Tiếp theo là đồng hồ C. Đồng hồ C là kim ngắn chỉ gần tới 1 giờ, chưa tới 1 giờ đúng không ạ? Kim dài là chỉ số gần tới số 9. 9 nhân 5 là 45. Lồi là một bậc là trừ 1, có nghĩa là 45 trừ 1 là 44, như vậy có nghĩa là 12 giờ 44 phút đúng không nào? Kiểm tra xem 12 giờ 44 phút. Hoặc là 1 giờ kém 16 phút đúng không nào? Có nghĩa là 16 phút nữa thì sẽ là 1 giờ. Như vậy mình có thể là 1 giờ kém 16 phút nha. Kiểm tra xem có 1 giờ kém 16 phút không? Đây, đúng không? Đồng hồ C9 là 12 giờ 44 phút hoặc là 12 giờ kém 16 phút. Như vậy đồng hồ C mình sẽ nối với 1 giờ kém 10 16 phút nha. Giờ nói quạch. Tiếp theo là đồng hồ D. Đồng hồ D sẽ chỉ bao nhiêu giờ nè? Kim ngắn chỉ số 9 vượt qua dấu giờ hơn 9 giờ. Kim dài chỉ số 4. 4 nhân 5 là 20, lùi là 1 nắp, như vậy là trừ 1. Như vậy có nghĩa là 20 trừ 1 là 19, như vậy có nghĩa là 9 giờ 19 phút đúng không nào? Kiểm tra 9 giờ 10 là 9 phút, chính là ô nè, chính là khung này đúng không nào? Như vậy mình sẽ nối đồng hồ D với là 9 giờ 19 phút nhé. Chín giờ 19 phút đồng hồ D chính là 9 giờ 19 phút đúng không nào? Tiếp theo là đồng hồ E nha. Kim ngắn vậy vượt qua số 4, có nghĩa là hơn 4 giờ. Kim dài chỉ vượt qua số 7, 7 nhân 5 là 35, cộng thêm hai quạch nữa là 37 đúng không nào? Như vậy có nghĩa là 4 giờ 37 phút hoặc là 5 giờ kém. Mình sẽ lấy 60 trừ 37. 60 trừ 37 còn lại là 23, như vậy có nghĩa là 5 giờ kém 23 phút đúng không nào? Giờ kiểm tra 5 giờ kém 23 phút, có nghĩa là 23 phút nữa sẽ 5 giờ. 5 giờ kém 23 phút chính là cái phút này đúng không? Bây giờ mình sẽ nối đồng hồ E với là 5 giờ kém 23 phút nhé. 5 giờ kém 23 phút. Tiếp theo là đồng hồ G. Kim ngắn chỉ vượt qua số 12, giữa số 12 và số 1, có nghĩa là hơn 12 giờ và chưa tới 1 giờ đúng không? Như vậy ở đây mình có thể hiểu là 12 giờ 30 phút đúng không? Hoặc là 1 giờ kém 30 phút cũng được. Kiểm tra xem 12 giờ 30 phút có không? 12 giờ 30 phút chính là 12 giờ rưỡi đúng không? Như vậy mình sẽ nối đồng hồ G với là 12 giờ rưỡi nhé. Đúng không nào? Tiếp theo là đồng hồ H. Kim ngắn chỉ gần tới số 9, có nghĩa là hơn 8 giờ, gần tới 9 giờ. Kim dài chỉ số 10, 10 nhân 5 là 50, có nghĩa là 8 giờ 50 phút hoặc là 9 giờ kém 10 phút. Ở đây mình thấy nó vượt qua số 10 hai quạch nha. Thì chính là 8 giờ 50 phút đúng rồi. Chính xác số 10 luôn. Như vậy kia đồng hồ H là chỉ 8 giờ 50 phút nha. Như vậy mình sẽ nối đồng hồ H với là 8 giờ 50 phút. Giờ như vậy mình sẽ nối đồng hồ H với lệnh 8 giờ 50 phút đúng không? Tiếp theo là đồng hồ Y. Đồng hồ Y thì kim ngắn là chỉ vượt qua số 10, có nghĩa là hơn 10 giờ. Kim dài là chỉ vượt qua số 1 đúng không? 1 nhân 5 là 5. Thêm 3 quạch có nghĩa là 10 giờ 8 phút đúng không? Kiểm tra 10 giờ 8 phút là ô này, là ô này. Như vậy mình sẽ nói 10 giờ 8 phút với là cái đồng hồ Y đúng không? Đúng không? Giờ như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em toán lớp 3 trang 123 và 124 thực hành xem đồng hồ nhé.
Rồi câu số 3 này, có em nào có kết quả giống như thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy hoặc bạn cùng xem nha. Nếu các em thấy thầy giảng dễ hiểu bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.